Vừa có danh sách đậu lớp 10, nhiều học sinh cùng phụ huynh tìm đến các trường để tìm hiểu về tổ hợp môn tự chọn mà trường có tổ chức dạy học. Trường có chỉ cho con cách chọn khối ngành, chọn đúng cách hơn để thi đại học vào năm 2025 mà. Các trường cho biết, năm nay, công tác tuyển sinh sẽ tập trung vào tư vấn hướng nghiệp và chọn tổ hợp môn trước khi nhận hồ sơ đăng ký của phụ huynh học sinh. Việc tư vấn chọn tổ hợp môn cho học sinh rất quan trọng, giúp tìm ra năng lực và định hướng nghề nghiệp của học sinh, vừa hạn chế đổi nguyện vọng sau khi đã học một thời gian. Với 10 giáo viên rất là giàu kinh nghiệm để tư vấn cho phụ huynh chọn cái nhóm môn làm sao phù hợp với sở trường, năng khiếu cũng như là cái sự yêu thích bộ môn của các con. Nhà trường cũng có 4 cái nhóm môn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các em để xác định định vị bản thân mình. Sau đó là các em sẽ xác định là các trường đại học trong tương lai các con sẽ học như thế nào. Và cuối cùng là các con sẽ chọn cái tổ hợp các môn học nó phù hợp với cái lựa chọn từ phía nhà trường. Tuy nhiên hiện nay nhiều trường thiếu giáo viên bộ môn, không tổ chức được đủ các tổ hợp môn đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Nhiều phụ huynh học sinh tìm đến các trường đông học sinh có thể tổ chức được nhiều tổ hợp môn phù hợp với nguyện vọng hướng nghiệp của các em. Trường có các ban, các môn, rồi sau đó là tư vấn cho con. Sau khi 12, con sẽ chọn được một cái ngành nghề phù hợp để con học sau đại học và con có được cái nghề để con ra đời sau này nó phù hợp với con hơn. Do cái đặc thù của nhà trường là gần 3.000 học sinh và với cái số lượng đội ngũ giáo viên cũng khoảng gần 300 giáo viên. Số lượng học sinh lớp 10 vào hàng năm cũng khoảng 800. Cho nên chúng tôi cơ cấu các cái tổ hợp khối rất là dễ dàng và đáp ứng gần hầu hết tất cả mọi nguyện vọng của quý phụ huynh. Và nhất là những phụ huynh quan tâm cái xu hướng đó là cho con em mình học cái khối nghệ thuật đó. Các trường cho biết, qua 2 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối trung học phổ thông, không ít học sinh xin đổi nguyện vọng tổ hợp môn học khi hết lớp 10. Điều này gây khó khăn khi cả nhà trường và học sinh phải bổ sung những tiết học môn mới. Vì vậy, việc tư vấn kỹ tổ hợp môn cần phải gắn liền với công tác định hướng nghề nghiệp cho các em ngay từ đầu.